tâm sự vài câu cái ngày đầu tiên mà Thu Hương phỏng vấn Quân á, thì Quân chỉ xin vào vị trí là bảo vệ thôi. Cái Thu Hương nghĩ là ủa sao cao to đẹp trai này mà là bảo vệ thì hơi phí. Thế Quân nói là em muốn có một cơ hội vào BBT. PT thì em không chắc là em có làm được hay không, nhưng mà em cứ xin vào chân bảo vệ nó chắc đã, rồi sau đó thì em sẽ xin lên bộ phận PT. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì Thương rất là ấn tượng với bạn Quân ở một cái điểm là trông bạn ấy rất là, thứ nhất là đẹp trai không nói rồi, cao to không nói, đạt tiêu chuẩn làm PT rồi, nhưng mà bạn ấy có một cái là bạn rất là chịu khó và bạn cũng rất là nhìn rất là hiền lành, chất phát, chịu khó. Và Thương cảm thấy là thì có một cái điểm chung với BBT và Thương thích những con người như thế. Và bây giờ thì ngày hôm nay trong cái thời điểm cuối năm thì bạn Quân sẽ lên đại diện cho bộ phận BBT chia sẻ một vài điều đến với anh Duy cũng như là bộ phận ban lãnh đạo của BBT. Xin mời em. Đầu tiên chào các bạn xem live nữa nha. Đầu tiên cho phép Quân được gửi lời chúc sức khỏe tới ban lãnh đạo công ty cũng như là toàn thể anh em nhân viên công ty BBT ạ. Và gửi lời chúc sức khỏe tới các bạn đang xem live của anh Duy luôn ạ. Thì cũng như trước anh Duy nói và sau chị Hương nói thì trước khi vô đây làm, tất cả anh em BBT nói riêng và các bộ phận khác nói chung thì đều là fan của anh Duy hết. Ngày nào cũng xem live, ngày nào cũng xem những cái clip chia sẻ của anh Duy, từ đó mà học hỏi theo. Và cũng luôn ước mong có một ngày nào đó được gia nhập vào công ty BBT để làm việc. Thì vì cái sự mong mỏi đó, anh chị cũng tính cẩn, cũng nhận tụi em vô làm. Trước cho em cảm ơn anh chị, ban lãnh đạo công ty đã tính cẩn tụi em. Sau em xin được đại diện cho anh em BBT hứa sẽ thực hiện tốt những cái chiến lược mà anh chị đã đưa ra để công ty BBT mỗi ngày mỗi nâng tầm phát triển hơn. Vâng, em xin hết. Rồi anh vừa nghe những cái lời của bạn Quân đại diện cho bộ phận BBT của Game Center, thì như anh đã nói lúc đầu, các bạn vào đây quan trọng nhất là cái sự phù hợp. Khi mà cái sự phù hợp nó có rồi đó thì kiểu gì cũng có việc cho các bạn làm, anh chắc chắn. Anh lấy đơn cử cho Bằng Phong xin việc với anh là xin việc qua Facebook. Anh cũng chả biết Bằng Phong là ai. Bằng Phong lần đầu tiên cầm hồ sơ lên BBT là còn đi sai đường, đi lộn đường. Còn nhắn tin anh chắc rồi em lộn rồi anh ơi. Cái đó chắc bà mà mày lộn mà làm shipper được không? Mình vô mình đăng ký mình làm shipper mà mình đi lộn đường à. Tức là bạn Phong lúc đó đó là một người ở dưới quê ở Bến Tre, công ty BBT là ở Sài Gòn. Bạn Phong apply vào vị trí shipper, đúng chưa? Mà bạn Phong đi sai đường là thấy sự cái đối về chuyên môn nghề nghiệp là thấy rủi ro rồi đó, rủi ro rồi đó. Nhưng mà qua thời gian thử việc, bạn Phong đã chứng tỏ có cái sự phù hợp bằng làm việc xuyên, bạn biết sống, bạn biết trên, biết dưới. Thế vậy là bạn làm thôi. Mà khi các bạn đã làm được trong BBT rồi đó thì từ từ cũng tìm được vị trí thích hợp cho các bạn, đúng không? Bạn Phong cài shipper cả năm rồi đó. Các bạn cái này là shipper bự con nè. Ô shipper có được người bự nè, đúng không? Bự con thì đầy người bự con. Nó thật danh á. Cái vẻ đẹp ngoại hình đối với anh không phê nha, đúng không? Cái vẻ đẹp ngoại hình đối với anh không phê. Bự con đầy người bự con. Nhưng mà cái bự con của bạn nó phù hợp với BBT không? Bạn Phong có. Và bạn Phong cũng chịu khó cố gắng. Những cái bài post của anh, bạn Phong bạn share rất nhiều. Anh biết hết. Bạn share rất nhiều. Chứng tỏ là bạn cũng có một cái ý thức để bạn học hỏi những lúc bạn rảnh. Và bây giờ chính cái sự học hỏi đó của bạn thì bạn đã làm BT bên quận 6, đúng chưa?
Vậy thì nếu mà sau này cái bài test bạn Phong làm được trên 90 điểm thì anh còn có lo lắng gì nữa. Anh không còn có lo lắng gì về bạn Phong khi mà đi kèm một người cả. Lý thuyết bạn có, đúng không? Tập luyện bạn có, kỹ năng làm việc bạn có, thì là quá ok rồi. Đó là từ bạn Phong. Và ngược lại với bạn Quân, bạn Quân bạn nói là bạn cảm ơn anh chị thì anh nhận. Nhưng mà nếu mà BBT mà không tuyển bạn Quân thì BBT cũng mất đi một người tài. Cái tài ở đây không phải là chuyên môn. Nếu mà nói về chuyên môn thì bạn Quân chưa phải là nhất, đúng không? Nhưng bạn Quân đã không tự tin ở kiến thức của mình nên bạn Quân mới apply vào vị trí bảo vệ. Nếu mà bạn tự tin thì bạn apply vào vị trí PT, không nghề nào cao nghề nào cả. Nhưng mà đây là chuyên môn về kiến thức đó. Nhưng mà bạn Quân có thái độ làm việc anh cảm thấy rất là ok. Những việc anh không nhắc cũng rất chủ động. Anh rất thích những người như vậy. Chứ còn gặp anh nhắc từ đầu tới đuôi luôn, anh mệt lắm. Nó thật ra là vậy. Và thời gian bạn Quân làm việc cho công ty BBT cũng rất là ý thức. Rất ý thức. Có những buổi bạn Quân mệt, bạn Quân nằm lại bàn pizza để chiều dạy khách. Anh thấy hết. Không lý do gì không thấy cả. Nói chung là tất cả những việc nào á bạn làm á mà trong BBT hầu như là anh biết phải 80%. Còn những việc mà bạn làm ngoài đường á anh biết ít nhất phải là 40%. Nên nói đi phải nói lại. Có những bạn nghĩ rằng anh chả biết gì. Trời Duy Nguyễn biết là trình chém gió thì chưa biết gì. Nên có những bạn nào ở đây mà cái tư tưởng nó bị lung lạc là anh rất mong bạn suy nghĩ lại. Chúng ta đi làm, chúng ta đã có được một cái môi trường, chúng ta đã có được một công việc, nó không phải là dễ, đúng không? Một cái môi trường như BBT mà dày công anh xây dựng rất tự hào. Môi trường không trẻ trâu, môi trường đàng hoàng, môi trường nghiêm túc, môi trường trong sạch và môi trường phát triển. Ví dụ như các bạn nghĩ rằng không làm cho BBT làm cho khác cũng được thôi. Cái đó là suy nghĩ của các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn đã ra đi từ BBT mà lỗi cho các bạn đó thì các bạn qua được một cái môi trường nó tương đương với BBT cũng khó đó. Cũng khó. Tại ở đâu cũng vậy thôi à. Người ta cũng cần những con người có tâm với công ty. Những con người phải biết trên biết dưới, biết người biết ta. Chứ người ta không cần những con người khôn vặt, đúng không? Nhiều khi mình khôn vặt mình nghĩ là không ai biết. Còn nếu mà các bạn, thí dụ như các bạn ra đường, các bạn chọn cái môi trường khác, có thể xui xui là môi trường đối thủ của BBT, thì lúc đó anh là sếp, anh là giám đốc và các bạn đồng nghiệp cũ của bạn nguyên tắc là phải giết đối thủ. Đừng có dùng cái chữ mỹ miều, đúng không? Trong mắt của đối thủ BBT thì cũng thừa sức muốn giết BBT, giết tên thương trường nha, chứ không phải chém giết gì đây, đúng không? Nên trong cuộc sống có những lúc mình nóng, có những lúc mình bất mãn, nhưng mà anh khuyên các bạn khi mà các bạn xử lý cái nóng đó, cái bất mãn đó, nên bình tĩnh một hai ngày đi. Và anh thường làm như vậy. Anh cũng nóng lắm chứ. Tự nhiên cái thằng kia nó giỡn mặt, bức xúc, bực mình. Giờ xúc nó xúc sao đây? Mới bình tĩnh lại. Xúc nó có được hay không đây? Hay xúc nó mình khổ hơn? Nên việc mà các bạn BT ở cái giai đoạn này thì anh thấy đa phần là có sự kỳ vọng. Mặc dù cũng có một số bạn núi này trong núi nọ, anh nói thẳng, anh nói rất thẳng, không phải không biết, đúng không? Cũng có một số bạn núi này trong núi nọ, nhưng mà nói thật với các bạn á, những cái chỗ mà người ta làm, người ta tuyển bạn từ cái thời vụ á, người ta không quan tâm. Đó là cái gì? Hợp tác trong giai đoạn ngắn để thỏa mãn của hai bên. Còn nếu mà cái môi trường nào mà tuyển dụng các bạn theo cái mô hình giống như là BBT đang tuyển đó, tuyển các bạn là một nhân viên để các bạn mãi mãi là nhân viên của BBT, thì người ta rất sợ như ông nội nhảy việc. Ta rất sợ như ông nội nhảy việc.
nó BBT mà nó còn nhảy đây qua tao làm được bao lâu, làm đã đời đào tạo training dạy dỗ nó quen với môi trường rồi mới ký hợp đồng cái đợt đóng bảo hiểm cho nó được 2 tháng rồi nó nghỉ. Con kế toán mà nó chạy đi rút bảo hiểm nó cũng nóng thật hạn nữa à. Nên ở cái giai đoạn này là chia sẻ các bạn rất thật, đã là người trong một nhà có gì không phải ngồi nói cho phải, cái đó là cái giai pháp công nhân.